em xin phép hỏi tất cả các bác à, anh em à, những người chơi âm thanh có ai biết về dòng micro này không ạ một dòng micro được đánh giá là cực kỳ xịn sò giá mới đâu đó tầm khoảng từ 9 cho đến 11 triệu tiền Việt trên một bộ như thế này à, các bác nhìn đây con này chạy pin tiểu luôn các bác nhá đó chính là dòng mi Pro 828 các bác ơi Đấy, con này của nó chạy côn là MU79A này, con đen sơ tức là con này của nó là sử dụng côn điện các bác nhá. Nó là một dòng côn thu âm, một dòng côn nó mang lại cho cái sự sắc nét, chất lượng âm thanh chuyên nghiệp và dòng này thì chắc chắn một điều tựa nó phải sánh gai à, ngang với lại à, những dòng à, micro à, chẳng hạn như Sennheiser hoặc là Shure của Mỹ. Và Micro này nó cũng là một cái thương hiệu đến từ Mỹ các bạn nhá. Và tay chân của nó thì nó rất giống với lại tay của Beta 58. Trông có vẻ là nó hơi cùi các bác ạ, nhưng mà nó là hàng micro đắt tiền. Và với những thiết kế của châu Âu thì nó mang lại cho các bác một cảm giác là trông nó chẳng giống ai nhưng này, số tiền lại chẳng ai giống các bác ạ anh em ai lấy bộ micro này cho các bác xem qua đó chính là bộ micro mi pro mr 828 này hai kênh riêng biệt luôn các bác nhá thì con này nhìn cái ruột gan nó thì u dài luôn con này của nó là hàng hãng xịn của mi pro một thương hiệu đến từ usa con này thì các bác nhìn thấy nó có một cái thiết kế trông rất là lạ các bác ạ hai anten là anten nguyên bản của nó này thấy không hai anten hai bên này mr 828 thấy không đó và nó có hai rắc 6 ly này nó có hệ thống là à, tăng giảm decibel này thấy không đó và với bộ micro này thì chắc chắn một điều các bác muốn mua ở việt nam mình là à, giá chắc tầm khoảng chục triệu một bộ nhưng mà ở đây thì em hiền có một bộ là một tay à, là em để cho các bác với giá chỉ có một triệu ba chưa bằng tiền một chiếc côn đâu các bác nha một triệu ba một bộ một tay còn một bộ nó sẽ có cả hai tay đầy đủ thì em để cho các bác với giá hai triệu rưỡi các bác thích làm sự kiện cũng được các bác thích chơi gì cũng được Đấy, các bác thích chơi trong gia đình cũng càng ok bộ này thì em để cho các bác với giá chỉ có hai triệu rưỡi bộ hai tay và một triệu ba là bộ bộ tay các bác nhá mi pro côn điện con đen sơ các bác ai chốt bộ micro này là mã số 1 các bác này Đấy, mã số 2 là một triệu ba các bác nhá ok và tiếp theo em hiền xin lên và giới thiệu cho tất cả các bác một bộ micro này ce các bác nha ce trời ơi mặt mũi nó đẹp quá thể luôn các bác ạ à mặt mũi của nó thì rất đẹp luôn anh em ai lấy bộ micro này này thì các bác có thể nhìn thấy mặt mũi của nó đẹp không tinh tươm chưa mặt của nó mặt mô nhôm màu xám các bác nhá đây em cắm điện cho các bác xem qua này đầu thu của nó rất là đầm rất là chắc con này thì chạy cool neo hoàn toàn Đấy, tiếng tăm ok tay chân sạch đẹp Đấy, hợp kim cầm rất là đầm rất là chắc Đấy, anh em ai thích cài hiển thị 6 số cũng được ai thích cài hiển thị 3 số cũng được CE sáu -E 660 thì bộ micro này, ruột gan của nó thì các bác nhìn thấy là trông nó rất là hoành tráng đúng không? Toàn bộ là sử dụng tụ nhôm hết à? à. Tiếng tăm của nó ok, sóng sánh của nó cũng rất là ổn định để các bác đi làm những sự kiện nhỏ và vừa. Còn nếu các bác hát gia đình, à, chơi kẹo kéo thì những bộ này của nó vẫn là một phương án hết thuốc luôn. Rắc à, Canon 6 ly có luôn, hệ thống com tinh thỉnh có luôn. Và bộ này thì à, em bao cho tất cả các bác là tiếng tăm hay này, à, bao cho tất cả các bác là giá thành hợp lý này. Đấy, 950k một bộ micro như thế này Côn neo tất chút chít Tay chân này em thọ đã bỏ ra dọn dẹp đẹp lắm rồi đấy, những bộ nào xấu xấu thì em thanh lý Nhờ những bộ như thế này thì em chỉ bán thu vốn thôi 950 một bộ Bao ship toàn quốc cho tất cả các bác Mà Vẫn bảo hành 3 đấy. tháng Mặt màu xám, sách à, xanh đấy, Quá đẹp luôn, mặt nhôm các bác nhá đấy, một thương hiệu đến từ Đài Loan mã số 3, 950k Các bác ai chốt bộ này thì các bác lấy luôn cho em hiền Đấy, và tiếp theo Em liên cho bác một dòng micro bay 890 này Con này có nó thì miễn cần bàn cãi luôn các bác nhá Bởi vì dòng này của nó là hàng đắt tiền rồi các bác ạ à. Hàng đắt tiền rồi Một cái thương hiệu nó quá quen thuộc đối với người dân Việt Nam Và được mệnh danh là một trong những dòng micro Nó có một cái mức độ nịnh nọt Về cái tiếng Đấy quá cao Và cái mức độ là nó nhẹ Đấy hát bay Đấy giúp cho những người hát yếu thiếu hơi Người già trẻ nhỏ Hát bộ này thì là rất là ok Bộ này thì em nói luôn nó thuộc phân khúc gia đình và phòng hát cái là sóng của nó chỉ ổn định cho các bác tầm khoảng 2 cho đến 30 mét chứ các bác mà đi làm sự kiện thì theo em là không nên lấy bay ơ Đấy. À, những cái chương trình đám cưới sự kiện nhỏ là các bác lấy là làm được còn với những bộ như thế này Đấy. bay ơ bia 890 con này của nó là nó không đóng hộp sóng các bác nhá ruột gan của nó đây tất cả đều có chữ ký của kỹ sư thì với dòng này tiếng của nó thì không cần phải bàn cãi tay chân thì tất cả đã được anh em thọ lên tay titan hết rồi còn bản chất cái tay của nó tay hợp kim nhôm Đó, thông thường một bộ vỏ titan như thế này các bác không có tầm khoảng 5 600 000 các bác không mua được. Nhưng đấy, em vẫn lên tay titan và không tính tiền giá tay cho tất cả các bác đâu. Đấy, một bộ micro ruột gan zin tay chân nguyên bản các bác nhá. Tay chân nguyên bản đã lên vỏ titan à, 3D bảy màu chống xước cho tất cả các bác côn cool zin. Em để cho các bác chỉ có 2 triệu 200 000 đồng một bộ như thế này thôi. Có chống lăn, có chống sốc đầy đủ, vẫn bao ship cho tất cả các bác trên toàn quốc. Và À, dòng này thì em bao cho các bác là hay luôn, bảo hành cho các bác 3 tháng nhá. Hỗ trợ cho anh em chọn đòi mã số 4. Mã số 5 là hai bộ micro đến từ thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá. Hai bộ micro đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Này. một bộ là có thương hiệu là H Audio, một bộ của nó là có thương hiệu là DSB. Các bác nhá, DSB là nó sử dụng chip giải mã các bác ạ. Các bác nhìn đẹp không? Trông của nó rất là chất chơi con này thì nó có gia tốc này, có tự ngắt này, cảm biến chống rơi chống sốc đầy đủ luôn. Đấy, và côn của nó đang chạy một cái côn là à, S 2000A. côn này của nó còn à, nói về cái mức độ chi tiết này, chất âm hay còn hơn cả những dòng micro các bác mua ở bên ngoài thị trường, cỡ tầm khoảng 5-6 triệu. dòng này là dòng đuôi chuột, nó có gia tốc, có tự ngắt hết các bác nha. không có một cái vấn đề gì các bác phải à, lo lắng. và chỗ này của nó là chế độ khuếch đại sóng xa sóng gần này, tiết kiệm pin này, các bác kéo xuống dưới là nó sẽ sóng à, nó thấp hơn một chút nhưng mà nó tiết kiệm pin hơn nếu như các bác sử dụng trong gia đình còn nếu các bác hát ngoài trời thì các bác có thể đẩy đẩy lên cái chế độ cộng các bác nhá gia tốc có tự ngắt có và ruột gan con này của nó thì ô tè luôn các bác ạ mặt mũi là sạch đẹp các bác nhá riêng đối với dòng pro audio mà thương hiệu đến từ nhật bản thì bao giờ nó cũng có một cái đường kiểm âm ở đằng trước đây đây là đặc trưng của dòng pro audio đối với loa đối với đẩy đối với vang của, của pro thì các bác không lạ gì rồi ruột gan con này của nó rất là bề thế đây. riêng phần này của nó là hộp sóng này nhưng mà nó để trần nó không đóng hộp sóng các bạn đây các bạn nhìn thấy không con này sóng sánh ổn định để tất cả các bác chúng ta sử dụng để đi làm show, đi làm sự kiện thì bản chất trước đây những đòi năm 2017 trở xuống thì nó sẽ có một cái vỉ để hỗ trợ chống hú chống rít ở đây các bác nhá và lọc tiếng nhưng mà dòng này của nó dòng đòi cao rồi nó bỏ cái vỉ này và nó sử dụng là chip của nó là chip DSB các bác nhá chip DSB một dòng UHF tiếng tăm quá hay quá tuyệt vời luôn các bác ạ mặt mũi là anh em thọ chưa lau chùi gì nhá à, bộ này thì ra tốc có cảm biến chống rơi chống sốc tất chút chít đều có Đấy, đối với con này của nó tiếng thì bao phê luôn cho tất cả các bác luôn có hệ thống com chương trình này đây là đường to nhỏ của đường kiểm âm này thấy không Đấy, anten này con này của nó thì hiện tại bây giờ em chỉ để cho các bác à, với mức giá rất là hợp lý luôn một triệu ba trăm năm mươi đồng bán luôn có hai bộ thôi hả hai bộ thôi các bác nhá à, một bộ là có thương hiệu là dsb này là uh, 470 này, 765 này và một bộ là H Audio là hai con này của nó là đều tín từ thương hiệu có độ sâu UHF và đều có đường kiểm âm. Cắm điện con này cho bác xem. Con này quá đẹp luôn rồi, không cần phải bàn cãi nữa, đúng không? Hai con này là một các bác nhá. Nó là một nó chỉ khác mặt thôi. H Audio. Đây. một thương hiệu nó quá nổi tiếng luôn. Anh em ai lấy bộ này này. Gia tốc có tự ngắt có tay chân đẹp mút chỉ và em chỉ để cho các bác với giá rẻ bằng một nửa bộ mic chợ thôi, 1 triệu 350 000 đồng ai không mua được bộ này là quá là thiệt thòi luôn các bạn ạ. sự kiện gia đình quá ok các bạn nhá. Đấy, anh em ai lấy thì chốt luôn này. Và một sản phẩm cuối cùng ở trên video ngày hôm nay, một bộ duy nhất đó chính là bộ micro BBS S350 các bạn. BBS S350 các bạn nhá. Đấy thấy chưa? Con này của nó thì là sóng có thể ổn định cho bác tầm khoảng từ 50 cho đến 100 m. Ruột gan của nó full option luôn. Đấy, con này thì sự kiện này tiệc cưới này đám hiếu hỉ này, chấp tất Đấy, con này mặt mũi đầu thu của nó còn sạch sẽ. Đấy, tay chân của nó thì các bác có thể nhìn thấy không? Đấy, tay chân này nhá. Lưới dọ nó là lưới dọ uh, titan. Đấy, tay chân thì uh, đương nhiên trong quá trình sử dụng nó có xuất sát nhẹ đôi chút. Anh em thợ đã phủ một lớp nano 4K sạch đẹp màu vàng gold rồi. Đấy, con này của nó có chế độ GS có chế độ tự ngắt tắt tiếng sau 3 giây và tiếng tăm của dòng GS350 GS này. Các bác nhá. S350 GS thì tiếng của nó thì bao giờ cũng rất là phê bởi vì bản chất con này của nó tất cả sử dụng một cái dòng côn neo hai cấp vàng trắng đấy đuôi chuột đấy có chế độ tự ngắt anh em ai lấy bộ này này để cho các bác với giá rẻ nhất có thể luôn một triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng đấy. có chống lăn xịn này có chống sốc xịn này tiếng tăm rất là ok đấy. anh em ai chơi gia đình cũng được làm sự kiện cũng được lắp phòng hát cũng được đấy và bao cho tất cả các bác là tiếng tăm của nó ok vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng hỗ trợ chọn đòi bao ship toàn quốc mức giá này là mức giá rẻ nhất có thể được các bác nhá anh em ai chốt đơn xin vui lòng liên hệ qua hai số điện thoại 0936 118 558 và 0931 218 558. Hai số điện thoại này đều có Zalo. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video và chúc cho anh em ngày mới sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui. Xin chào.